Các bạn thân mến, thì hôm nay là trưa 17 thì tôi cũng làm một video. Thì nhiều bạn nói là tôi phát giờ nào thì thường thường là buổi trưa, nếu làm được thì tôi phát khoảng từ 10 đến 11 giờ, tức là quá trình trồng na này, hoặc nào cũng có thể là chia sẻ một vài cây. Còn buổi chiều thì thường là 18 giờ 30 là tôi phát, bởi vì tôi làm video YouTube thì là tôi thường phát vào cái giờ đấy. Thì có những gì thì chia sẻ, và không có thì cũng chia sẻ một vài chậu, nghĩa là có lý do mình làm video YouTube. Còn bạn nào ưng thì sưu tầm, bởi vì thực tế trên mạng người ta cũng chia sẻ nó cũng rất là nhiều. Thì hôm nay tôi làm video này thì bởi vì hôm qua là tôi xin được một cái kỳ đây, các bạn thấy một cái kỳ nó tím, nhưng khi nó lớn lên là nó cũng rất là trắng. Thì tôi sẽ làm video tôi trồng cái này, và quá trình tôi quay là cái cây, bởi vì cây tôi rất thích nên là tôi sưu tầm cái này. Thì thực tế là tôi cũng hay chơi mấy đứa thì nó thấy tôi quay video YouTube thì nó cũng xin, thì nó cho cái lá rất đẹp, tôi rất thích. Tức là lá mít hay không thì tôi cũng không khẳng định, nhưng mà những cái cây này thì tôi sẽ trồng cái này chăm sóc. Và ngoài ra nó cho một cái kỳ lá mít nhỏ tí này, nó tròn như chả biết trồng có sống không. Các bạn nào quan tâm thì theo dõi tôi sẽ trồng cây này. Đấy, thì như thường lệ thì quá trình làm thì tôi cũng cứ đưa vài cây chia sẻ này. Còn cái việc trồng và cái quay quay cái cây thì tôi sẽ đưa phía sau video. Thì sưu tầm mấy cây này cũng để trồng. Tôi mua món chậu đây rồi, và vỏ thông thì các bạn biết là tôi trồng bằng cái vỏ thông to này. Thứ nhất, vỏ thông to này, thứ hai là cho cái vỏ thông nhỏ này, vỏ thông này gọi là vỏ thông hạt ngô này. Thì như ở con tum này tôi mua ở mấy là nắm 10.000 một kg, đây tôi mua 5 cân. Chậu thì tôi làm một số chậu như này, và riêng cái kia ấy này thì tôi sẽ trồng vào cái chậu sành này, chậu sành này, cái kia này. Thì là bạn nào quan tâm thì theo dõi cách tôi trồng, và sau này nó quá trình phát triển nào thì các bạn đăng ký kênh, like, chia sẻ, ủng hộ kênh Hoàng Việt TV1. Ở đấy, hôm nay thì đưa 6 cái hình này thôi, thì nó có mấy cái, có cái này rất tím này, những cái này phải 500 nghìn này, rất tím. Các bạn thấy thân nó đấy, cái sọc sọc tôi thấy rất nét. Thì nhiều bạn cứ bảo là sắc nét mới nọ kia, thì khi sưu tầm thì những cây này thì phải 500 nghìn, tôi mới chia sẻ, không tôi trồng chơi. Còn cây này lá nó rất là đấy, các bạn thấy thân già nổ khổ. Cái này thì 400 nghìn này, hình 5 này. Đấy, thì cụ thể thì có mấy hình này thôi, thì tôi cũng sưu tầm để nhiều khi nó trồng thôi. Đây là hình 1 là 200 nghìn, mấy cái này là của Jani. Đấy, các bạn thấy thì thân nó như thế, thì 200 nghìn. Cái này nó được khoảng 15 cm này, đấy, so găng tay này. Cái thứ hai, hình số 2 thì cũng 200 nghìn, cái này thân nó cũng cứng này. Đấy, thì thân nó, đây tôi quay kỹ các bạn xem này. Cái này thì được một gang này, nó dài tí, nó mập hơn tí thì thôi cũng cứ đồng giá 200 này. Bạn nào sưu tầm thì sưu tầm, còn không thì tôi trồng. Cây này thì nó lại rất cứng này, đấy các bạn thấy chưa. Đấy, rễ nó mọc, cây này thì mọc trên cái cây to này. Mọc trên cây to thì các bạn thấy là cái chèo thân của nó bẹt ra này. Đấy, mùa này thì cứ về cắt rễ phát trồng phát là lên rất là nhanh. Đấy, cây này lá rất dày. Hình 2 là 200 nghìn, sang hình 3 là 250 nghìn, nó có hai mầm. Mà hai mầm đây thì không biết là một cây hay hai cây, nhưng nhìn này khả năng là có khi hai cây. Thôi thì cũng cứ 250 nghìn. Thì cũng cứ nhiều khi cũng chia sẻ, gọi là giao lưu, thì bạn nào ưng thì sưu tầm. Trên mạng thì người ta cũng bán rất nhiều. Cái này thì cái ngắn này chắc được khoảng 10 cm, cái dài nó được mười mấy cm này. Các bạn so với gang tôi này, đấy, thân lá nó thế. Đấy, bên này thế. Thì cái này 250 nghìn. Chứ còn giá những cái này thì nó cũng vô cùng, thì tùy các bạn. Bạn nào sưu tầm thì sưu tầm. Sang hình 4 này là 300 nghìn. Cái này này, ngọn nó bị, đây nó lấy từ rừng về nó bị cái này rồi, nhưng nó không sao. Cái này thân lá dòng như lá chỉ thiên lên này các bạn. Thì nhiều bạn bảo lá chỉ thiên gì hoặc gì đấy thì tôi không biết. Còn cái này người ta bóc về thì nó như thế này. Đấy, thân già đây. Cái này nó hình như nó muốn gãy. Gãy thì nếu bạn nào sưu tầm thì vẫn gửi theo. Còn thân già này thì nó vàng này các bạn này. Thân đây cũng phía vàng vàng này. Đấy, lá của nó như này. Cái này được một gang. Đấy, thì các bạn xem là cái ngọn nó bị thế này rồi. Đấy,
nó từ trong rừng nó đã thế rồi. Bởi vì tôi mua, tôi sưu tầm, tôi trồng nên là mình cứ nhặt mấy cây thôi. Mùa này là trồng được rồi. Đấy, cái này nó cũng nghiện thì chắc vẫn đưa vào theo ấy thôi, đây thôi. Tôi tí tôi buộc đây nó khỏi rơi. Để hình 4 là 300 nghìn. Để sang hình 5 này là 400 nghìn. Các bạn thấy là cái này thân từ lúc nó nhỏ nó tím lịm này. Thân chấm tím rất nhiều. Lá thì rất cứng. Nhưng mấy cái lá dưới gốc này nó cũng khá là tròn này. Còn không biết các bạn trồng như thế nào. Cái này rất nhiều thân già. 2468 này. Đấy. Cái này nó chỉ được khoảng 15 cm thôi. Như cái này phải 400 nghìn. Hình 5 này 400 nghìn. Đấy. Mặt bên này nó như thế này. Đấy. Lá nó thế. Còn quá trình nó ở rừng thì lá nó dập dập gãy gãy này. Thì cái việc đấy thì bạn nào sưu tầm. Thì bởi vì một số bạn là chẳng hạn như khi những cái này gửi đến các bạn là nó có thể nó hơi héo một chút. Như các bạn đừng có tưới ngay, bởi vì quá trình vận chuyển thì đừng có tưới ngay, chẳng hạn để khoảng nửa buổi hoặc là ngày hôm sau hoặc tưới, như khi tưới ban đầu mà các bạn cứ trong ngược lên cho nó khỏi đọng đọng nước vào những chỗ dập gãy, nó có thể là va chập thì sau đó trồng. Đấy là tôi, những bạn nào mới chơi, còn những người mà chơi lâu thì các bạn có kinh nghiệm trồng rồi. Đấy thì hình 5 này là 400 nghìn, sang hình 6 này là 500 nghìn. Cái này nó chỉ được khoảng hơn 10 cm tí, như thân lá nó nói chung nó cũng khá là đặc biệt thì phải 500 nghìn tôi mới chia sẻ. Đấy thì cũng không mô tả nhiều, tôi quay lên các bạn nhìn thôi. Đấy, mặt sau đây. Đấy các bạn nhìn đấy. Còn khi nó lớn tiếp thì như thế nào thì còn hoa đẹp tùy duyên các bạn ạ. Tôi chia sẻ này thì chủ yếu các cái lan thông thường, lan rừng thông thường. Cố gắng là sưu tầm vùng miền càng tốt. Đấy, còn các cái gọi là thông thường, giá bình dân của những người là chơi lan, đam mê phong lan. Chứ còn để bảo hành mặt hoa các thứ thì nó cũng rất là khó. Tôi hiện tại thì tôi cũng chưa chăm được các cái loại cây mà để mặt hoa. Bởi vì những cây liên quan đắt tiền thì bảo hành nước là nó cũng rất là phức tạp. Mình bảo hành không cẩn thận, đã bảo hành người ta mấy thời gian dài, thì tôi không muốn thế, nghĩa là cứ bán cây như này thì thân lá thế, và khi có hoa thì hoa như thế. Thì bạn nào sưu tầm thì sưu tầm, mình đỡ phải lăn tăn phải bảo hành mà các kỳ kỳ nọ kia nó khó. Đấy thì cây này là hình số 6 là 500 nghìn. Đấy, hôm nay thì có 6 cái này, và bây giờ bạn nào quan tâm nữa thì xem tôi sẽ trồng cái cây kia vào cái chậu đấy. Dây sắt thì tôi buộc tạm dây này, vỏ thông thì cho thế, thì các bạn quan tâm, và tôi sẽ chèn cái cây mẹ của cây kia, bởi vì tôi rất thích cái cây đấy nên là tôi sưu tầm. Còn tất nhiên tùy mỗi người mỗi kiểu thích. Đấy thì mời các bạn tiếp tục xem. Rồi, các bạn thân mến, thì cái cây này lá, thân lá rất đẹp, thì nó có một cái kia đầu, đầu đây là tôi xin để cháu nó vừa cắt được có một cái kia đây, ở đây có một cái kia nhỏ nữa này, kia nhỏ này nó chưa ra rễ, nhưng cây này thân lá rất là đẹp. Các bạn thấy cái này là một gang, hai gang, ba, bốn gang, hai thân này, thân già thì nhiều. Thì tôi sưu tầm một cái kỳ của cây này về trồng, thì bạn nào quan tâm thì theo dõi. Thì đây cái kỳ là vừa cắt trên đấy, thì tôi thấy hay hay tôi sưu tầm. Thân nó to rồi này, nó xanh, nhưng mà cái kỳ của nó rất tím, rễ dài, kỳ tự nhiên. Thì các bạn theo dõi là sẽ trồng như thế nào. Đấy các bạn, thì tôi vẫn cho một mảnh xốp đây để tôi cắm cái cây này, tôi buộc cho nó rễ. Thì tôi cứ cắm một hai cây đây. Còn tùy mỗi người trồng mỗi kiểu các bạn ạ. Và cái giá thể thì cũng từng người trồng nó khác nhau. Thì tôi cứ trồng này xong là sau đấy nó có rễ thì nó bé nó sống thì tôi mới
cho một ít phân tan chậm. Và các bạn biết thì tôi cũng làm cái imo để tôi tưới theo sinh học. Ừ, tức là vì cái vườn của tôi đây là mình làm ngay ở nhà, ừ, nên là mình muốn là không muốn là tưới cái phân thuốc hóa học nhiều. Tất nhiên là phân hóa học thì nó cũng tốt thôi, nhưng mà nhiều khi nó ảnh hưởng, mình ở ngay gần nó ảnh hưởng đấy, nên là để bạn nào quan tâm thì có thể là theo dõi, chứ cũng không nhất thiết là đây tôi làm này là tôi chia sẻ để các bạn rút kinh nghiệm, tức là bạn nào tham khảo thôi, chứ không phải là làm để hướng dẫn. Đấy, các bạn quan điểm là như thế, chứ không lại bảo ông này ông ấy hướng dẫn này ông trồng kết quả ông ấy, thì tôi chủ yếu tôi thì chia sẻ lên để các bạn tham khảo. Đấy, tôi cho vỏ thông to và tôi sẽ cho vỏ thông nhỏ. Cái này mấy cái nọ kia là mình không bịt kín, tôi nắp cho nó chặt xuống sau nó khỏi rơi. Đấy thì rất đơn giản thôi, tôi trồng theo kiểu rất đơn giản. À đây, cái này bây giờ rễ nó dài, không biết tôi để kiểu gì. Thôi tôi cứ cho nó nằm đây thôi. Cứ cho nó nằm trên mặt này, không là chắc là mình... Đấy, chắc tôi buộc thế này. Và tôi phủ một ít cái rêu cho nó, cái rễ kia còn sau nó ăn xuống nào kệ nó. Chứ bây giờ mà cho rễ xuống thì cũng khó, khó xoay này, phải tháo kia xuống. Đấy, tốt nhất là tôi trồng thế này thôi các bạn ạ. Tôi cũng chỉ buộc một cái này vào đây, chắc nó cũng không ấy lắm đâu. Đấy, thì có khi là mình cái này mình tấp cái rêu lên, còn cái nhỏ nhỏ này chắc tôi cứ đặt ở đây thôi các bạn. Chắc là không, tôi buộc vào cái này. Cái nắm ít này tôi cũng để đây xem nó sống thế nào thôi. Tôi buộc đây để cho nó dễ cố định, nếu không cẩn thận là nó thối mất. Đấy, thì tốt nhất là tôi buộc, tôi bẻ bén bớt cái này đi. Đấy các bạn, trồng thì cũng đơn giản thôi. Bây giờ tôi tấp tí rêu này lên cái rễ này, này cho nó chai rễ nó đi. Ừ, vì cái này tôi sẽ để tưới khô. À đấy, quên tôi không bôi keo lên xẻo, nhưng chắc để nó khô không gì. Đấy, cây này tôi ghi tên là Việt Nọc, để tôi ghi vào tháng mấy đó. Cái tháng 7 20 tháng 7 20 này. Cây này là của Gianni này, tôi viết nó hơi ướt, hơi tí tôi viết sau. Ừ, còn tại sao tôi đặt thế này thì sau này bạn nào theo dõi thì các bạn sẽ biết còn quá trình cây nó phát triển như nào. Ừ, thì các bạn quan tâm đăng ký kênh, like và chia sẻ ủng hộ kênh Hoàng Việt TV1. Video này tôi làm đây kết thúc, xin cảm ơn và chào tạm biệt các bạn.